Trên thế giới có tổng cộng 195 quốc gia, trong đó có 24 quốc gia có diện tích dưới 1.000 km2. Dưới đây là danh sách 10 quốc gia nhỏ nhất trên thế giới. Hãy cùng Top Hiểu Biết tìm hiểu nhé! Top 10. Cộng hòa Malta. Cộng hòa Malta là một đảo quốc Nam Âu, bao gồm 7 hòn đảo nằm giữa Địa Trung Hải. Malta có diện tích 316 km2 với dân số khoảng 444.000 người. Là một trong những quốc gia có mật độ dân số cao nhất châu Âu, Malta có 3 hòn đảo lớn nhất gồm Malta, Goro và Comino là có người ở. Những đảo nhỏ còn lại đa số đều bị bỏ hoang. Với vị trí địa lý vô cùng thuận lợi đã giúp cho nền kinh tế Malta phát triển mạnh mẽ ở các lĩnh vực như du lịch, hàng hải, tài chính, hàng không. Bên cạnh đó, chính phủ luôn có những chính sách mới nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài nước phát triển. Top 9. Maldives. Quần đảo Maldives có tên chính thức là Cộng hòa Maldives nằm ở Ấn Độ Dương, gồm tổng cộng 1.192 hòn đảo nhưng chỉ có khoảng 200 đảo có người sinh sống. Maldives nằm cách khoảng 700 km phía tây nam Sri Lanka. Diện tích của Maldives là 300 km2, dân số vào khoảng 540.000 người. Maldives có những bãi biển cát trắng, những dạng san hô, hệ sinh vật biển phong phú và làn nước trong xanh. Chính vì vậy, du lịch và đánh cá là hai ngành kinh tế then chốt của Maldives. Top 8. Liên bang Saint Kitts và Nevis là một quốc đảo bao gồm hai quần đảo xinh đẹp nằm trong vùng biển Caribe. Diện tích của liên bang này là 261 km2, trong đó Saint Kitts có diện tích 168 km2 và Nevis là 93 km2. Dân số khoảng 53.800 người. Thủ đô và tổng hành dinh của chính phủ liên bang nằm trên đảo Saint Kitts. Cả hai quần đảo đều nổi tiếng với những bãi biển hoang sơ, những thung lũng xanh và khí hậu dễ chịu. Nền kinh tế của đất nước chủ yếu dựa vào trồng mía và du lịch. Top 7. Quần đảo Marshall. Tên chính thức Cộng hòa quần đảo Marshall là một đảo quốc nằm gần xích đạo trên Thái Bình Dương bao gồm hàng trăm nghìn hòn đảo lớn nhỏ, nối với nhau tạo thành 29 quần đảo san hô. Tuy nhiên, chỉ có 24 quần đảo có người sinh sống với diện tích khoảng 181 km2 và dân số khoảng 680.000 người. Đô la Mỹ là đơn vị tiền tệ chính thức của quần đảo. Người dân trên đảo nói cả tiếng Marshall và tiếng Anh. Các ngành công nghiệp chính của đảo quốc này bao gồm thủ công mỹ nghệ, chế biến cá và du lịch. Quần đảo Marshall cũng là một trong những điểm đến tốt nhất để lặn biển. Top 6. Liechtenstein. Thân vương quốc Liechtenstein là một quốc gia độc lập ở Tây Âu, nằm giữa Áo và Thụy Sĩ. Quốc gia nhỏ bé này chỉ có diện tích 160 km2 và dân số khoảng 38.300 người. Có thủ đô là Vaduz, thành phố lớn nhất là Saan. Đất nước Liechtenstein, một nơi an toàn với tỷ lệ tội phạm cực kỳ thấp, vụ giết người cuối cùng xảy ra vào năm 1997. Kinh tế Liechtenstein chủ yếu là công nghiệp nhưng chủ yếu là nhập nguyên liệu về gia công, chế biến. Du lịch cũng là ngành mang lại nhiều lợi nhuận cho công quốc này. Top 5. San Marino. San Marino có tên đầy đủ là Cộng hòa Đại Bình Yên San Marino, được mệnh danh là nước Cộng hòa lâu đời nhất thế giới. Đây là quốc gia độc lập nhỏ thứ 5 trên thế giới và nằm trọn trong nước Ý với diện tích 60 km2 và dân số vào khoảng 34.000 người. San Marino là nước có nền kinh tế công nghiệp, dịch vụ và du lịch phát triển. Kinh tế chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên truyền thống như nho, đá xây dựng, phát hành tem thư và nhất là du lịch. Top 4. Tuvalu. Tuvalu còn có tên gọi khác là quần đảo Ellis, một quốc đảo nằm ở phía nam của Thái Bình Dương, giữa Hawaii và Australia. Tổng diện tích Tuvalu bao gồm đảo đá ngầm, san hô và rừng rậm là khoảng 26 km2, với dân số khoảng 12.000 người. Do đất đai kém màu mỡ và không có tài nguyên khoáng sản, nên kinh tế nước này chủ yếu là đánh bắt cá và trồng cây lương thực. Thu nhập chính của chính phủ là từ việc bán tem và các đồng tiền xưa, ngoại tệ của công nhân gửi về. Tuvalu có một sân bay duy nhất nằm ở thủ đô Funafuti. Top 3. Nauru là một quốc đảo tại Micronesia thuộc Nam Thái Bình Dương, có diện tích nhỏ đứng thứ 3 thế giới. Nauru có diện tích chưa đầy 21 km2 và là nơi sinh sống của khoảng 10.000 cư dân. Nauru không có thủ đô chính thức, nhưng các văn phòng chính phủ được đặt tại quận Iaren. Đảo quốc này được bao quanh bởi các dạng san hô và nổi tiếng với những bãi biển cát trắng. Tuy nhiên, du lịch ở Nauru vẫn còn hạn chế. Kinh tế nước này chủ yếu dựa vào đánh bắt cá và khai thác phosphat. Top 2.
Công quốc Monaco là quốc gia độc lập có chủ quyền tại châu Âu. Diện tích nhỏ thứ hai trên thế giới chưa đầy 2 km2, chính xác là 1,98 km2. Monaco tên chính thức là Thân Vương quốc Monaco hay Công quốc Monaco. Có 3 mặt tiếp giáp với nước Pháp, mặt còn lại tiếp giáp với Địa Trung Hải với dân số hơn 39.000 người. Tuy chỉ là một công quốc nhỏ bé nằm cạnh Địa Trung Hải nhưng Monaco là một trong những quốc gia giàu có và xa xỉ bậc nhất thế giới, trội hơn hẳn Dubai về mặt truyền thống và sự tinh tế trong việc tiêu tiền. Top 1. Thành Vatican. Đây chính là quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới. Thành Vatican có diện tích khoảng 0,5 km2 và nằm trọn trong thành phố Rome của Ý với dân số chỉ khoảng 1.000 người. Đất nước Vatican chính thức được thành lập năm 1929. Nơi đây có tòa thánh Vatican và quảng trường Thánh Peter, là hai nơi rất nổi tiếng mà những người theo Thiên Chúa giáo luôn mong muốn được một lần ghé thăm. Vatican là quốc gia có nền kinh tế phi thương độc nhất vô nhị trên thế giới, chủ yếu do các khoản quyên góp của người Thiên Chúa giáo La Mã trên khắp thế giới và thu nhập từ bán tem, ấn phẩm, đồ lưu niệm. Vừa rồi là top 10 quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới. Nếu thấy hay và bổ ích hãy cho mình một like và một subscribe để mình có động lực ra những video mới nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.